liên quan đến 3 vụ tấn công liên tiếp, trong đó có 2 vụ được xác định là khủng bố, xảy ra tại thủ đô London của nước Anh. Phía cảnh sát nước này cách đây ít giờ cho biết họ đã bắt giữ được 12 đối tượng liên quan đến vụ việc này. Sở Cảnh sát thủ đô London cho biết cảnh sát chống khủng bố đã bắt giữ 12 đối tượng ở khu vực phía đông London. Việc khám xét vẫn đang diễn ra tại một ngôi nhà ở phố Bắc Kinh. Theo thông báo, trong số những đối tượng bị bắt giữ có 4 phụ nữ. Những phụ nữ này đã bị che mặt khi cảnh sát dẫn giải họ ra xe ô tô và đưa đi. Trước đó, vào tối ngày 3 tháng 6, một chiếc xe hơi đã lao vào người qua đường ở cầu London. Vài phút sau, ở khu chợ Borough, những kẻ khủng bố đã cầm dao để tấn công nhiều du khách. Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường và nổ súng tiêu diệt 3 kẻ khủng bố. Vụ tấn công này đã làm 10 người thiệt mạng và 48 người bị thương. Theo thông tin mới nhất của hãng tin Ahmad, IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên.